Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Xe Đẹp Hải Dương. Buổi chiều ngày hôm nay thì bên em vừa về một chiếc xe gầm cao máy thoáng. Đó chính là chiếc Santa Fe phun dầu anh chị nhé. Xe được sản xuất vào năm 2018 và chiếc Santa Fe dầu thì nó có hai bản là bản tiêu chuẩn và bản phun. Thì trước mắt quý anh chị và các bạn đây là một chiếc bản phun dầu anh chị ạ. Xe thì hai chủ rồi và gốc là Hà Nội anh chị nhé. Bác chủ thì mua của người nhà nên rất là an tâm anh chị ạ. Em cũng hỏi rất là kỹ rồi, nhưng bác chủ về tên chính chủ cho an tâm. Đối với cái phân khúc SUV thì Santa Fe này, Fortuner này, Mitsubishi Pajero này, rồi Kia Sorento là những chiếc xe cùng phân khúc. Thì đối với Santa Fe là luôn được khách hàng Việt Nam ưa chuộng nhất anh chị ạ, bởi vì là nó ưu việt của cái dòng máy dầu thì Hyundai ưu việt hơn anh chị nhá. Máy vận hành êm hơn, nó nổ không to như cái dòng Toyota anh chị ạ. Đấy. Và trang bị thì rất là hiện đại. Bên cạnh đó thì vận hành rất là êm ái anh chị nhá. Thì chiếc này là chiếc xe màu đen. Thì về xe thì nguyên zin anh chị ạ. Không đâm đụng va chạm gì. Hôm nay thì em sẽ không quay nhiều về cái những cái chi tiết zin của xe nữa, mà em sẽ nói nhiều hơn về những cái trang bị của chiếc xe này. Xe thì anh chị hoàn toàn an tâm nhé. Cụm đèn trước, cụm đèn sau đều zin này, Santa Fe. Và đối với cái bản Santa Fe phun dầu là nó là công nghệ CRDI 4WD thì anh chị biết rồi. Đó là dẫn động hai cầu anh chị nhá. Đấy, cốp điện tự động này anh chị này, anh chị thấy chưa, em không hề bấm một chút nào. Bác chủ có độ thêm cái chìa khóa là cốp điện tự động rồi. Còn nếu mà anh chị ấy xuống cho cốp xuống thì rất đơn giản, là chúng ta chỉ cần ấn nút điện thôi. Đấy là một tính năng cũng rất là hiện đại anh chị nhá. Đấy, cốp điện. Về chiếc xe này, ngoại thất của chiếc xe thì vành là được thiết kế đa chấu đôi với cái bán kính là R19 luôn anh chị nhá. Nó rất là lớn nên là nhìn xe rất là khỏe khoắn luôn. Và anh chị mua chiếc xe này là anh chị được một lợi thế luôn này. Xe thì chạy 8 vạn chuẩn rồi anh chị nhá. Và bác chủ vừa thay một dàn lốp mít mới tinh luôn. Đấy, anh chị mua chiếc xe này là anh chị hoàn toàn lợi thế luôn, bởi vì cái một dàn lốp mít này nó cũng cả chục triệu luôn anh chị nhá. Lốp mít 2022 này anh chị này, và còn rất là mới luôn, rãnh lốp rất là sâu. Santa Fe thì cũng trang bị 4 phanh đĩa, thì có hệ thống chống bó cứng ABS, rồi là phanh hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, phân bổ lực phanh điện tử EBD, rồi một số tính năng an toàn nữa thì chút nữa em sẽ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn. Tại vì sao em nói là Santa Fe vận hành rất là êm ái so với những chiếc xe cùng phân khúc là do là Santa Fe sử dụng hệ thống treo sau là đa điểm liên kết anh chị nhé. Cái hệ thống treo đa điểm liên kết này thì nó không thể mô tả chi tiết được cho anh chị. Tuy nhiên thì nó giúp cho cái treo sau này nó ổn định hơn. Và treo trước của nó là dùng hệ thống treo MacPherson nha anh chị nhé. Thì cái ưu việt của MacPherson này thì nó rất là êm ái luôn anh chị ạ. Và cũng được áp dụng trên rất nhiều các dòng xe trên thế giới rồi. Đấy, còn về lốp này, một dàn lốp mít mới tinh anh chị nhá. Đấy là về ngoại thất của xe. Phần đầu xe cũng có nhiều cái để nói về chiếc xe Santa Fe 2018 này. Đầu tiên anh chị nhìn, đây là đèn bi rồi. Và công nghệ chiếu của cái dòng đèn trên Santa Fe 2018 này, nó là sử dụng công nghệ HEAT nha anh chị nhé. HEAT ở đây là nó dùng nguồn xenon. Thì anh chị có thể dễ tưởng tượng hơn, đó là nó phát ra cái ánh sáng nó sáng trắng như nguồn sáng của đèn LED anh chị nhé. Và đèn gầm cũng vậy. Đối với Santa Fe 2018 thì thiết kế đèn gầm cũng rất là cá tính này anh chị này, và thiết kế hai đèn gầm luôn anh chị nhá. Bên cạnh đó thì có gì ạ? Có trang bị đèn pha là tự động, có chế độ tự động anh chị nhá, và có rửa đèn pha tự động này anh chị này. Đấy, rất là hiện đại.
Đây, phần đầu xe thiết kế cũng rất chi là khỏe khoắn và đẹp anh chị nhé, nó trẻ trung. Đây là phần bên hông xe rất là cứng cáp anh chị ạ. Đấy là một vài những cái điểm nhấn ở ngoài lại ngoại thất của xe. Anh chị có thể nhìn thấy lóc này, có trang bị giá lóc rồi. Đấy, xe có trang bị gương chiếu hậu ngoài gập tự động rồi. Đấy, có trang bị sinh nhan LED anh chị nhá, gập điện và chỉnh điện và tự động điều chỉnh khi nùi. Thì có một vài cái xe em đã nói về cái tự động điều chỉnh khi nùi này rồi. Tức là khi anh chị và cài số lùi nhá, thì cái mặt gương này nó sẽ tự động nó điều chỉnh cụp xuống một chút này, để anh chị nhìn rõ cái vẹt bánh xe đằng sau này. Nó giúp chúng ta lùi quan sát một cách tốt nhất cái vẹt bánh xe sau này và lái xe an toàn hơn. Đấy là về một vài cái điểm nhấn bên ngoài ngoại thất. Về nội thất của chiếc xe Santa Fe phun dầu 2018 này, thì anh chị có thể nhìn qua anh chị biết. Thứ nhất đó là cái tông màu be, và bác chủ vẫn giữ được cái nội thất nguyên zin của nó, bao gồm là ghế da này, ghế da nguyên zin anh chị nhá. Có má ghế thì vẫn còn căng này, mặt ghế thì cũng chỉ hơi nhúm mỗi cái chỗ người lái này thôi, và có lỗ thông hơi rồi anh chị nhá. Thiết kế ghế da của Santa Fe cũng rất là ôm người. Bởi vì sao ạ? Santa Fe là nó có 3 chế độ lái cơ, chút nữa em sẽ nói chi tiết. Đây là ghế phụ anh chị nhá, và anh chị có thể nhìn này. Đấy, ở vai ghế là có nút điều chỉnh điện. Đấy, tức là chiếc xe phun dầu này là ghế phụ cũng điều chỉnh điện và ghế lái là điều chỉnh điện. Đây. Ghế lái điều chỉnh điện 10 hướng anh chị nhá. Đấy, 10 hướng. Và tất cả những cái chức năng điện điều chỉnh điện của chiếc ghế này là đang hoạt động rất là bình thường. Bên cạnh đó thì nó có thêm, đó là cái set 1 và set 2 ở đây, tức là nhớ hai vị trí ghế anh chị nhé. Rất là hiện đại luôn. Đây là tabni của xe, và anh chị có thể thấy này, tất cả những cái chi tiết này nó được cái viền của nó được mạ, nó ốp mạ chrome, nhìn nó rất là sang. Tay nắm cửa trong mạ bạc, và cái tay nắm cửa trong của chiếc xe này còn rất là đẹp. Tabni nguyên zin anh chị nhé. Và bác chủ thì đã có ốp thêm những cái chỗ là chống xước này. Đấy, da của nó là còn nguyên zin luôn. Đấy ạ. Đây, chế độ auto rồi anh chị nhé. Đây là gương chiếu hậu ngoài gập điện chỉnh điện và có chế độ auto. Nếu chúng ta để ở giữa này, đó, chế độ ở giữa là chế độ auto nha anh chị nhé. Đấy, còn chỉnh gương bên nào thì chúng ta điều chỉnh cái nút này. Có đèn chiếu sáng khi mở cửa này. Đây là tabni zin. Chân phanh và chân ga thì bác chủ cũng đã trang bị thêm cái ốp mặt để chống trượt rồi, giúp cho chúng ta lái xe an toàn hơn. Ốp bậc lên xuống có rồi anh chị nhá. Đấy. Đương nhiên là xe zin rồi anh chị, xe ốp bản lề zin này, ổ khóa zin này. Đấy. Ốp bản lề zin nha anh chị nhá. Còn đây là hàng ghế thứ hai. Đấy. Hàng ghế thứ hai thì cũng còn đẹp luôn, da còn đẹp anh chị ạ. Da còn đẹp luôn anh chị nhá. Và đối với hàng ghế thứ hai thì nó có thêm bệ tỉ tay ở đây. Nói chung là một chiếc xe như phân khúc của Santa Fe thì đương nhiên là những cái chi tiết này nó phải đầy đủ anh chị ạ. Đầy đủ luôn nha anh chị nhá. Đây là rất là tiện lợi này, có giá để cốc luôn này. Nếu chúng ta bấm ngay. Đấy, thiết kế rất là hiện đại luôn. Và chúng ta chỉ việc ấn vào thôi. Đấy. Còn nếu mà khi mà chúng ta gặp vào thì ngồi ba người rất là thoải mái. Bên cạnh đó thì Santa Fe 2018 cũng trang bị cửa gió cho các hàng ghế thứ hai rồi. Đấy, và cái cửa gió miệng viền cửa gió này nó được mạ ốp mạ chrome, nhìn nó sáng bóng này, nhìn nó rất là sang trọng và có điểm nhấn bên trong nội thất nha anh chị nhá. Đây là tabni cửa hàng ghế thứ hai. Tabni thì còn đẹp luôn anh chị ạ. Những cái chi tiết này, mạ chrome nhìn nó rất là sang anh chị ạ, mạ bạc này. Tay nắm cửa này và viền của nó cũng được mạ chrome. Đấy. Đấy là về ốp bậc lên xuống đầy đủ anh chị nhá. Đấy. Hàng ghế thứ hai thì chúng ta chỉ cần gập một chạm tiện lợi ở đây thôi. Đấy, nó sẽ tạo ra một cái
khoảng không gian nếu mà chúng ta không đi nhiều người. Thì đây, hàng ghế thứ ba cũng gập phẳng anh chị nhá. Chức năng điện này. Đấy, cốp điện nha anh chị nhá. Đấy, và tạo ra một cái khoảng không gian để đồ cực kỳ rộng rãi nếu anh chị không ngồi đông người. Đấy, hàng ghế thứ hai thì có thể gập phẳng như thế kia anh chị nhá. Đấy. Anh chị thấy không ạ? Và Santa Fe thì rất là đầy đủ luôn anh chị ạ, mà trên những chiếc Fortuner thì gần như không bao giờ có. Đây này, người ngồi hàng ghế thứ ba cũng có thể điều chỉnh được chế độ quạt gió này và có cửa gió đến tận hàng ghế thứ ba. Bên cạnh đó thì có cả cổng sạc này, tiện ích và rất nhiều những cái chỗ tiện ích nho nhỏ có thể để đồ được anh chị nhá. Đây, cửa gió này. Đấy. Và nhựa nó không bị xước anh chị ạ. Nhựa nó không bị xước là bác chủ đi khá là giữ gìn luôn. Đây, cốp điện anh chị nhá. Chúng ta chỉ việc ấn thôi. Những chiếc xe Fortuner thì mãi đến 2021 thì em nhớ là mới có cốp điện. Đây là tắp ly cửa của hàng của bên phụ mà anh chị có thể quan sát thấy. Tắp ly còn đẹp đúng không anh chị? Đúng không? Nhựa này nó không xước này. Đấy. Da này, phần tì tay này. Đấy. Những cái phần đây là bác chủ ốp thêm anh chị nhá, chống xước này. Đấy, cái tay nắm cửa nhìn này nó có viền cả các những cái cửa gió này, bác chủ ốp này nó có viền mạ chrome này, nhìn nó rất là sang. Đấy, có tấm thảm tablo rồi. Đấy, và tablo thì cũng còn đẹp anh chị nhá. Đây là túi khí người phụ và giới thiệu với anh chị và các bạn Santa Fe 2018 thì được trang bị 6 túi khí anh chị nhá. Đây, ghế phụ chỉnh điện này. Đấy. Và ghế ra ghế này còn tương đối là đẹp đúng không ạ? Đây. Ốc bản lề zin và ổ khóa thì rất mới. Bên cạnh đó thì Santa Fe cũng bao giờ bản full cũng được trang bị cửa sổ trời panorama toàn cảnh luôn anh chị nhá. Và trần nỉ là nguyên zin theo xe. Đấy, không có ốp 3D 3D ra 3D 5D gì anh chị nhá. Đấy. Đây là tắp ni cửa sau bên phụ này. Đấy. Tất cả 4 táp ni đều còn đẹp. Và ghế da, kể cả hàng ghế thứ hai cũng còn đẹp. Rồi, chỉ cần một chạm thôi anh chị ạ. Đấy, tạo ra một cái khoảng không gian cực kỳ là rộng rãi và gặp rất là tiện lợi anh chị nhé. Đấy, chỉ cần một thao tác thôi, rất là nhẹ nhàng. Đấy. Đây, ổ khóa rất là mới luôn. Rồi, chúng ta sẽ đi, hôm nay em sẽ đi chi tiết về bên trong những cái tính năng của trên chiếc xe Santa Fe này. Rất là đáng đồng tiền bát gạo anh chị ạ. Đầu tiên là chúng ta nhìn ở đây. Đấy. Thì anh chị có thể đây, nút điều chỉnh cái độ cụp của đèn này. Đấy. Drive mode là chế độ lái anh chị nhá. Thì Santa Fe 2018 được trang bị 3 chế độ lái. Rồi em sẽ bật chìa khóa lên. Đây là xe có trang bị chìa khóa thông minh khởi động nút bấm anh chị nhá. Đấy. Rồi, đấy, ghế tự động trượt lên. Đấy là tính năng hỗ trợ ra vào. Đấy, em nói thêm về cái chế độ lái này nhé. Drive mode nó là chế độ lái. Thì Santa Fe 2018 được trang bị 3 chế độ lái, bao gồm này, 3 chế độ lái anh chị nhé. 3 chế độ lái anh chị ạ. Bao gồm này, chúng ta ấn vào đây thì nó sẽ hiển thị lên màn hình. Đó là chế độ Eco. Đấy, chế độ Sport. Thì chế độ Sport thì dành cho anh chị nào mà thích cảm giác lái anh chị nha, nó sẽ hiển thị lên đây. Và chúng ta ấn thêm lần nữa thì nó sẽ về cái chế độ thường hay là chế độ Nonan anh chị nhá. Eco thì là tiết kiệm nhiên liệu rồi, ai cũng biết anh chị ạ. Và chế độ Sport thì nó dành cho những anh chị nào mà thích lái thể thao, cảm giác mà tăng tốc nó dính lưng vào ghế anh chị nhá. Đấy. Tiếp theo nữa ở đây đó là chức năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc anh chị ạ. Đây cái phần tay em chỉ này. Thì cái chức năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc này nó như thế nào? Hôm nay em nói qua những cái tính năng này thì gọi là nói để anh chị hình dung thôi nhá, chứ không có cái mô tả thực tế. Nhưng mà cũng có thể là anh chị sẽ hình dung được. Nó rất đơn giản thôi. Hỗ trợ khởi hành ngang dốc là anh chị ví dụ nó giống như kiểu hỗ trợ cái đề ba đấy. Nếu mà anh chị nào đi số sàn đề ba kém thì anh chị có xe có chức năng này rất là tiện lợi này.
Thì đơn giản nó hoạt động thế này, khi mà anh chị dừng ở ngang dốc thì xe có xu hướng trôi nếu chúng ta không đạp phanh. Đấy, khi mà chúng ta muốn đi tiếp thì chúng ta chuyển từ chân phanh sang chân ga, nó sẽ mất 1-2 giây. Thì cái chức năng này nếu anh chị chuyển cái thời gian chuyển từ chân phanh và chân sang chân ga nhé, thì nó sẽ tự động phanh, nhưng chỉ trong 3 giây thôi, tự động phanh trong 3 giây, tức là giúp cho xe nó không bị trôi. Đấy, và chúng ta chuyển được sang chân ga rồi thì chúng ta đạp ga là nó lên. Đấy là chức năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc, nó rất đơn giản thế thôi, nhưng mà chỉ trang bị trên những chiếc xe hiện đại hoặc là đời mới nha anh chị nhé. Bên cạnh đây là chống trơn trượt và cân bằng điện tử, thì cái này nói nhiều rồi và cũng nhiều tính năng, nhiều chiếc xe được trang bị rồi anh chị ạ. Đấy, dưới tay em kia nó là lock. Cái chức năng này thì nhiều anh chị không để ý đâu nhá, chỉ dành cho những chiếc xe hai cầu thôi, đó là khóa vi sai trung tâm. Cái khóa vi sai trung tâm này thì dành vào những cái trường hợp mà em ví dụ anh chị sử dụng cái tính năng này, anh chị cực kỳ lưu ý này, xe chỉ được chạy ở cái tốc độ dưới 10 km thôi và không được đánh lái nha anh chị nhá. Khóa vi sai trung tâm rồi là không được đánh lái đâu. Cái tính năng này nó giúp cho giả dụ như chiếc xe mà đi vào cái vũng này mà có hai bánh trước bị vào vũng này mà nó bị barrier đấy, hoặc là hai bánh sau mà vào cái vũng này nó bị barrier đấy, chúng ta dùng khóa vi sai này, chúng ta ấn cái nút khóa vi sai này vào thì nó sẽ điều khiển cái lực kéo truyền về cầu trước và cầu sau là như nhau. Đấy, nó giúp cho xe thoát ra khỏi cái vũng này dễ dàng hơn. Đấy là về cái tính năng đấy nhá, em nói qua thôi, cũng có thể anh chị mà chưa chi tiết được thì anh chị có thể tìm hiểu thêm, bởi vì nó hơi phức tạp một chút. Đấy, vô lăng thì xe được trợ lực điện rồi. Đây là chức năng ga tự động ai cũng biết, có tích hợp nút điều chỉnh âm thanh rồi. Và đây là một chiếc vô lăng zin của xe anh chị nhá. Đấy, khóe vô lăng không bị bóng này. Đấy, cái phần bấm còi này không bị bóng này. Đấy, và những cái phần mạ bạc này không bị bợt này. Là một chiếc xe đi 7,7 vạn rồi anh chị ạ. 7,7 vạn nha anh chị nhá. Đấy, màn hình thì, DVD thì có hệ thống map dẫn đường rồi, rất là tiện lợi anh chị nhá. Dưới đây đó là cái hệ thống điều hòa. Thì trên Santa Fe người ta thiết kế hệ thống điều hòa kết hợp tích hợp luôn trên cái màn hình DVD này anh chị nhá, rất là tiện lợi luôn, nó hiển thị lên cái màn hình DVD này luôn. Đấy, chúng ta ấn lên đây là chúng ta có thể điều chỉnh được tốc độ quạt gió này. Đấy, nó biểu thị ở trên này này. Đấy, rất là hiện đại. Và hệ thống điều hòa trên Santa Fe 2018 là trang bị hệ thống điều hòa hai vùng độc lập anh chị nhé, rất là hiện đại luôn. Cần số zin của xe, xe thì có phanh tay điện tử rồi, có ghế là có chức năng sấy ghế và thông hơi rồi, rất ngồi rất là thích luôn anh chị ạ. Đấy, các cổng tiện ích như này thì nó đầy đủ thôi, chiếc xe nào cũng có anh chị ạ. Đấy là về một số những cái trang bị của xe. Đèn thì có chế độ auto nhé, auto và auto này anh chị này, chế độ tự động của đèn pha nhé anh chị nhé. Đây là gạt mưa, thì gạt mưa trên Santa Fe 2018 cũng được trang bị chế độ auto, tức là tự động gạt mưa nhé anh chị nhé. Nếu mà khi mà nó sẽ cảm biến được cái giọt mưa rơi vào kính đấy, và nó sẽ bật chế độ tự động gạt lên nhé, chúng ta không phải bật. Đấy, gương chiếu hậu trong thì chống chói tự động rồi. Cái chống chói tự động của gương chiếu hậu trong em thấy nó cũng rất là tiện ích anh chị nhé. Đặc biệt là anh chị nào mà đi mà có bác nào đi sau mà đèn sáng, đèn pha thì cực kỳ sáng, xong là cứ bật pha dúi vào đít mình đi rất là khó chịu luôn. Thì xe có chức năng gì ạ? Gương chiếu hậu trong chống chói tự động thì nó sẽ làm cho mình không bị quáng như anh chị nhé. Đây là nội thất tổng thể của xe. Đó. Nói chung là xe còn rất là tươi và đẹp. Rồi, em sẽ đi đến khoang động cơ. Thực ra thì cũng có nhiều cái muốn chia sẻ với anh chị, nhưng mà video thì thời lượng quay nó có hạn anh chị ạ, thế nên là không nói được nhiều. Chỉ nói qua qua thôi, chia sẻ với anh chị qua qua thôi. Thì đối với bản phun dầu 2018 là dùng vẫn là dùng máy EVGT nhé anh chị nhé.
với công nghệ CRDI 16 van. Máy dầu 16 van. Máy EVGT thì nó sử dụng cho Santa Fe từ 2012 cơ anh chị ạ. Một chiếc Santa Fe 2012 em để trong kia kìa. Đã bắt đầu sử dụng máy EVGT rồi. Đấy. Đây là một chiếc xe chạy ít này. Chạy 8 vạn này anh chị này. Thì cái tấm nỉ dưới nắp cabo nó còn rất là phẳng và đẹp. Nói chung là ốc cabo chiếc xe này thì vẫn còn zin. Không nói nhiều nữa mà em nói qua về cái máy này đi. Đối với Santa Fe là sử dụng máy EVGT, cái công nghệ full mới của máy dầu của Hyundai. Máy này, chiếc xe này thì máy số zin và zin từ dàn cò nhé anh chị, hoàn toàn an tâm. Thì động cơ của nó trang bị động cơ là 2.2 lít, và cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó rất là tiết kiệm anh chị ạ. Ở cái đường hỗn hợp, cái mức tiêu hao nhiên liệu của Santa Fe 2018 nó là 8,2 lít anh chị nhé, rất là tiết kiệm luôn. Anh chị có thể vào mạng anh chị tham khảo, cái thông số này nó rất là nhiều ở trên mạng thôi. Đấy, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Và cái máy công nghệ EVGT này nó nổ rất là êm, khác hẳn so với Fortuner anh chị nhé. Đấy. Còn về kích thước tổng thể của chiếc Santa Fe 2018 này, chiều dài của xe là 4m7 anh chị nhé, chiều rộng là 1m8 đấy, và chiều cao là 1m7. Nó sẽ lệch mấy mini nha anh chị nhé, theo thông số chính xác thì về cơ bản nó là như vậy. Một chiếc xe phun dầu 2018 trang bị động cơ dầu 2.2 lít, tức mức tiêu hao nhiên liệu chỉ có 8,2 lít trên 100 km thôi. Xe trang bị full công nghệ như là đèn pha tự động, công nghệ hít này, vành 19 inch này, cửa sổ trời toàn cảnh panorama này, chìa khóa thông minh gửi động, khởi động nút bấm này, hai ghế điện này, ghế lái nhớ hai vị trí này, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập này. Xe có trang bị các hệ thống an toàn, cruise control thì có ga tự động rồi, có chống trơn trượt ABS, có hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, có phân bổ lực phanh điện tử EBD, có cân bằng điện tử VSC, có khóa V-Sai trung tâm, dẫn động hai cầu, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc anh chị nhé, rất là hiện đại luôn. Và xe trang bị 6 túi khí, rất là hiện đại anh chị ạ. Một chiếc xe này mà giá bây giờ rất là mềm. Ngày xưa bác chủ xe thì mất đến tỷ tư, tỷ rưỡi mới được sở hữu chiếc xe này. Bây giờ anh chị sở hữu chiếc xe này, bên em đang chào bán chỉ có giá là 780 triệu đồng anh chị nhé. Xe bên em có bao rút hồ sơ cho anh chị và giá cả vẫn có thể thương lượng được khi anh chị xem xe trực tiếp ở tại xe đẹp Hải Dương, khu đô thị Thiên Phú, thành phố Hải Dương. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video tiếp theo.